Mến chào quý ông bà cô chú anh chị nha. Tới một chuyện nữa nè cả nhà. Tới ông chị, tới ông chị với mấy chị em nè. Đó. Em đang ở nhà bên mẹ vợ nha cả nhà. Để em quay cận cảnh cả nhà mình xem nha. Tới công chuyện với mấy chị em đó nè. Quá trời mồi luôn rồi. Bò, mực, luộc, rồi chân gà, trời trời mấy món à. Mấy món toàn là màu bén không cả nhà. Quá trời ơi. Này tới công chuyện thiệt nha cả nhà. Lử bò. Đó, này là luộc chấm mắm tôm nha. Trời trời, tôm nữa nè cả nhà. Quá đẹp màu luôn rồi. Đó, mẹ mới đang luộc. Còn cái nồi hầm sả nè con. Hầm sả nữa kìa. Thế là có không? Nồi gà hầm sả, gà ta, gà nồi mình đó nghe cả nhà. Quá trời, mới hầm xong luôn. Hết biết. Quá, cái này xây mồi luôn cả nhà ơi. Đây là dì Tư. Dì Tư. Đó. Mày về em vợ đãi cả nhà. Đó, đồng gái chưa? Quá trời tao nó quất. Đây làm mực gấu, làm mực nè. Chào cả nhà, em đang làm mực. À. Rồi có gì chút em quay tiếp cho cả nhà mình xem nha. Giờ làm gì ăn gì Tư? Này là khoai nướng à. Mỏng chiều nướng. Thì thái mỏng nướng nha cả nhà. Rồi đây cả nhà bánh tét nè cả nhà. Đó. Bánh tét này gói bữa mùng 3 nè cả nhà. Bữa nay mùng 4. Nay mùng 4 Tết. Đó, bữa nay nó hết Tết tại ngày cả nhà. Nhưng chuối. Nhưng đậu. Đó, rất là ngon nha. Đây nữa nè. Quá trời bánh tét luôn. Quá trời đồ ăn luôn. Con gà này là con gà đá này cả nhà. Gà này của người ta đá. To mua cái xác về nha. Quá trời cái nồi bánh kỳ luôn. À, hôm nay mẹ mới để gia vị vô là cho nó thấm mà cho ngon. Này luộc để xả với gừng rất là thơm luôn. Bén bén không cả nhà. Cái này phải tài trợ thùng bia nữa gì Tư ơi. Chứ mồi này ăn đau bụng chết. Tôm nè. À, dì Tư tài trợ đó. Quá trời mồi ơi. Bỏ lâu. Mực ngon hết biết nè cả nhà. Buộc làm trắng bóc luôn. Trời quá đất cả nhà. Cái chân gà này mới luộc sơ cái đó cả nhà. Luộc sơ cái nha. Rồi mình trộn với thịt bò nè, với tôm, với mực rồi vô rồi ốp bắt đầu nướng nha cả nhà. Đó, ốp xong bắt đầu nướng. Đó. Thao hết biết. Tại chân gà này đa số là công nghiệp luôn. Về mình phải làm sạch sẽ, trụng sơ nó cái mới được. Gà muối đồ sạch sẽ mới trụng lại cái. Tôm, thịt bò. Ốp với cái hũ đồ nướng. Rồi với đường bột ngọt đồ sa tế rồi nha. Bò. Này nướng ăn ngon lắm luôn. Rồi đem đồ lại gia vị để ấp luôn. Rồi bỏ vô đây tầm cả khoảng cái này nhiều quá bỏ nửa hũ luôn á. Nửa hũ luôn đi. Rồi có sa tế gì không? Thì cái này thay nó sa tế này.
lại thế sà tế rồi có đường bột ngọt rồi vô để bột ngọt thôi, đừng để xíu xíu đường thôi, đường nhiều quá nướng khét. Rồi bột ngọt vô. Em muốn muối vô. Rồi trộn đều lên. Giỡn qua để mấy đứa cháu nó giỡn. Rồi bỏ bọc đem về. Bỏ bọc đem về chứ thì nhiều quá rồi. À, trộn. Đâu em trộn. Rồi để cho thấm mà nướng. Thì à, mẹ em đã sắt đồ lòng nha cả nhà. Đó, sắt đồ lòng luộc xong rồi đó, chấm với mắm tôm. Cái này mình bóp thấu cũng được đó nè. Cái da bò này nè, dưới cái gì đây nè, cái lá mía cái gì đó, cái thân bàn. Sắt cho mỏng được mỏng ra. Đó, bóp thấu cũng được luôn. Bóp chung với cái khóm rồi đó. Khóm rồi đó, ngon cực kỳ luôn. Này lưỡi. Con này sắt ra chấm mắm tôm là bá trí nha cả nhà. Còn con sống rồi bỏ tủ không? Lấy đây đi cho nó ngủ. Lấy tô mỡ thì guộc nha cả nhà. Đó. Để cả nhà mình chỉ ra nha. Nước củi huyền thoại nè cả nhà. Đó, ống khói đưa lên. Đó. Giờ tôi xài bếp ga mà này ở quê đồ mới còn mấy cái này. Ở quê chánh cống rồi mới còn mấy cái này. Chắc cái dừa đổ vô kìa. Tới công chuyện rồi cả nhà. Mắm tôm nha. Mắm tôm này mình nấu lên nha cả nhà. Nấu lên là mình bỏ gia vị rồi vô. Đó. Quá trời quá đất để mắm tôm. Tới công chuyện luôn. Này chấm với lòng bò nha cả nhà. Đó. Này chấm với lòng bò nha, hết sảy luôn. Đó là bài trên luôn coi. Hết thơm luôn rồi. Rồi. Giờ mình chuẩn bị mình ăn cái món này trước nha cả nhà. Đó, lòng bò chấm mắm tôm nè. Cái mắm tôm này là để ớt là nhìn thấy là chất lượng. Cái ớt đó là cái loại của em, còn cái này là ớt này ít ít của anh nè, còn hai đó. Rồi ở đây dì Tư xinh đẹp đang múc cái gà hầm xả. Đó. Chứ dì Tư xinh đẹp mới chịu à, chứ còn dì Tư xấu là dặn đó. Còn cái đồ nướng nè, chiều mình nướng nha cả nhà. Rồi cả nhà nhập tiệc cùng gia đình em nha. Con cháu đồ tụ họp đông quá phải ngồi ở dưới rồi cả nhà. Bàn ngồi không hết. Ngồi dưới đây cho thoải mái. Úp vô chấm miếng coi cái rồi. Đó, này là lòng nè. Ớt nè. Rồi mời cả nhà nghe cả nhà ơi. Quá đã. Đây. Đó, gia đình à. Con cháu tụ họp lại nghe cả nhà. Giờ mình ăn lòng bò nè, gà hầm xả nè, chiều mình sẽ nướng nha cả nhà. Chiều mình nướng. Chào ngon ngon chị ba xì phố.
Vì ba vì bố nó về cạp mấy cái chân quá trời luôn. Ủa thì cho ăn gạo không đưa gạo cho công ty này. Hai ông bà Nhạc. Cha mẹ vợ em đó. Này gấu nha em nè. Này đứa em. Gấu ngồi hướng đó cháo quá quá không chụp hình được rồi. Đầu dũng gạo vô nè cả nhà. Còn một bén không à, mà nói chung là không có nhậu cả nhà ơi, nhậu hôm quá trời tới rồi, bây giờ dưỡng sức chiều chiều hoặc mai mới nhậu nổi chứ giờ không nhậu nổi, về đây mấy chú mấy bác đồ làm quá. Cô cả nhà đây gà vườn nè, gà vườn cái này đúng chắc nè, chấm mắm đêm kia rồi rồi mời cả nhà nha. Ôi. Đã luôn. Bỏ rau vô, bỏ rau vô. Đã quá cả nhà ơi. Nhìn nhìn giống diễn viên điện ảnh quá cả nhà. Nhìn, cái này em út, em vợ. Cái này mình đẹp trai cả nhà. Trời ơi. Ủa em thích chưa? Chán tốt. Ôi, quá đã nha. Đã quá. Vô Dương Tư ơi. Ăn hay là nhậu Dương Tư? Cái này là mắm tép nhà làm luôn. Này mắm tép nhà làm luôn. Này này. Quá dữ. Mắm tép bên đây nè. Đây này, này cầm miếng dầu sống vô luôn. Hai nè, hai nó nè. Nè. Mời cả nhà luôn cả nhà ơi. Tới cũng vậy. Quá trời ngon luôn rồi. Quá trời luôn rồi nha. Rồi em cũng nhìn kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các nhà vào những video tiếp theo nha.